tất cả mọi người đã quay lại với kênh Đô Tư Sống. Thì hôm bữa do anh em mình không ra clip được cho mọi người ấy, là do trời nó mưa. Mưa với lại anh em mình cũng đang chuẩn bị chuồng gà với lại đi mua gà giống để với anh em mình nuôi đấy mọi người. Do bây giờ thì trời nó cũng nói mà âm u, trời âm u chứ cũng không mưa nên anh em mình mới đi quay được clip cho mọi người xem. Sáng nay thì mình cũng giới thiệu mọi người biết cái dự định của anh em mình trong thời gian tới á. Anh em mình sẽ nuôi gà để kiếm tiền siêu tới. Okay. Đúng rồi. Đó, anh em mình quay cái đây thì cũng hy vọng kiếm tiền nên cũng không đủ tiền chi tiêu ấy mọi người. Nên anh em mình phải nuôi thêm gà để có tiền anh em mình chi tiêu cho hàng ngày ấy. Nên giờ anh em mình phải chuẩn bị làm chuồng gà, chuồng đồ rồi đi kiếm. Hôm nay anh em mấy bữa giờ trời mưa anh em mình cũng đi kiếm gà kiếm đồ nhưng mà không có. Tính ra tới bây giờ là mình mới có khoảng 32 con gà. Mới có 32 con gà không? Có 2 con gà mái lớn với lại 30 con gà con. Bây giờ mình nuôi đến Tết rồi. Sau đó nếu mà ổn định thì mình sẽ cố gắng để mở rộng thêm, nuôi nhiều thêm. Hôm nay thì chỉ có đi kiếm đồ ăn cho nó. Ở bên thì đây thì kiếm đồ ăn cũng dễ. Cứ đi đặt chuối xong rồi mua một bao cám để là về xây chuối hay là bầm chuối ra mọi người. Bầm chuối ra rồi trộn với cám rồi để đó cho nó ăn hàng ngày. Nó không có gì hết. Cứ ngày nào cũng cho nó ăn vậy. Không biết nó có nhanh lớn hay không thôi. Gần Tết thì mình cũng phải đi mua bắp với lúa về cho nên rồi nếu mà trời nó ấm ấm hơn ấy, giờ nó lạnh thì mình nuôi ở trong chuồng ấm ấm hơn thì mình chứ mình ngoài rào nó ra ngoài rồi mình thả cho nó đi vừa vườn để thịt nó ngon. Chứ mình ráng mình làm thịt cho gà cho nó ngon ngon rồi mình sẽ ăn ngon. Cái trời mưa đây thì anh em mình sợ nên phải nuôi trong chuồng nó rồi thả nó ra ấy rồi nó dịch rồi lạnh rồi nó chết ấy mọi người. Cho gà nó cũng còn nhỏ chứ gà nó lớn thì nó cũng nhỏ đi. Ai cũng nói là mình nuôi gà ở trong cái mùa đây khó nuôi này, cái lại dịch bệnh này mà khó làm nó mới có cái thú vị á. Thôi chứ dễ quá nó đâu có vui. Dễ quá thì ai cũng làm được hết mọi người, còn chứ đâu phải mà muốn làm một cái gì đó mà làm được đâu. Nó phải vượt qua cái giai đoạn này rồi đoạn kia rồi nữa chứ, nếu mà dễ thì người ta giàu hết rồi. Anh cũng đang cố gắng tham gia nhiều cái hội chăn nuôi ở trên Facebook ấy, mình biết cách mình cho gà ăn chăm sóc gà rồi lỡ nó bị bệnh thì mình phải làm sao nữa ấy cho nó khỏe lại. Hy vọng là mọi người ủng hộ anh em mình để anh em mình thành công trong cái quá trình khởi nghiệp này. Vốn thì cũng không nhiều lắm, bọn mình không có tiền nên cũng đầu tư ít à, 2 triệu cho cái lần đầu tiên anh em mình này. Đây là lần đầu tiên anh em mình đi mua gà và tự nuôi đấy. Nó nói chung là đầu tiên nuôi thì không dám nuôi nhiều, sợ nuôi nhiều rồi cái nó bị dịch bệnh nó chết á mọi người. Nên mình cũng chưa có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm bao nhiêu hết nên nuôi ít để qua Tết rồi nếu mà anh em mình thấy ổn định thì nên mình sẽ nuôi nhiều hơn. Giờ thì cứ nuôi tạm ba mấy con gà con, 20 gà con. Mọi người mới xem video lần đầu thì nhớ nhấn theo dõi kênh để cùng anh em mình theo dõi cái sự phát triển của đàn gà nha mọi người. Nhấn theo dõi. Bây giờ cũng chiều anh em mình đi về. Nhớ tí nó lại mưa. Anh em mình đang đi thử nghiệm bắt cá để hôm sau anh em mình ra cái video về bắt cá cho mọi người cùng xem nha. Dạ nên mình cũng coi cứ gói đi về thôi chứ chạm nữa lại mưa. Nó mưa bất thường đó mọi người. Đang bão số 10 mà ảnh hưởng cũng nhỏ nhưng mà nó mưa suốt à. Anh em mình can trời nó nắng nam u đây là đi quay cho mọi người liền nè chứ để mọi người chờ lâu ấy nên phải đi chứ bây giờ mà đang quay mà nó mưa chắc là anh em mình không biết làm sao luôn ấy. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Bye bye mọi người.